giờ chị là họ tên gì? Chị sinh năm mấy? Năm 1990. Quê chị đâu là mày? Sáng sớm hai bật cái máy này. Cầm hình trên tay lại đi. Dạ con gái em. Con gái là họ tên gì? Cái là họ tên gì? Dạ chồng của em Mẫn. Sinh năm mấy? Sinh năm 2009. 2009 nè, gái của gái bỏ nhà đi ngày mấy tháng mấy? Dạ ngày 17 tháng 4. Tắt chua điện thoại con trai. Tắt lấy từ năm mấy? Năm 2024. 24 phòng. Lỡ nhà có la đầy mà bé bỏ nhà đi. Qua thì em đi khám bệnh cho cha bé cho gãy tay ngắn. Là ở nhà bé đi làm thì bé có điện về nói, bé có điện cho em nói là mẹ ơi công ty không có hàng cho con về. Rồi. Vậy em có bảo con là nếu như con có về thì con vô cái nút chơi đỡ đi. Rồi. Rồi xong một lát mình một tuổi hai về rồi con có từ khóa trong nhà. Trước nó đi là có bị đầy này kia mà có đầy con gì không? Dạ không có, không có gì hết. Vẫn vâng. Làm bình thường, vẫn nói chuyện với mẹ, vẫn ở nhà, vẫn là bình thường như mọi ngày, không có chuyện gì xảy ra hết á. Vâng. Rồi xong rồi tới một giờ trưa là anh hai đi học về 11:30 xong rồi tới gần 1 giờ cái bắt đầu bé mới đi là anh hai lớn mới hỏi là đủ bà ra luôn đi. Thằng lớn nó mới hỏi á, là mình đi đâu vậy, nó nói là em đi chơi một xíu em về. Rồi xong là bắt đầu mất tin tức luôn, điện không được luôn. Lúc đó lại trên bệnh viện không có điện cho bé mấy lần nhưng mà điện không được. Máy bận không à. Rồi bắt đầu về nhà rồi xong rồi bắt đầu mới nhà người này người kia điện luôn cũng không được. Rồi bắt đầu có lúc đó là 5 giờ, khoảng 5 giờ cái mới nhắn tin, em nhắn tin được cho bé là nó nói là mẹ ơi con muốn đi Đà Lạt chơi, mẹ không biết con nhà con đi Đà Lạt, con ra Đà Lạt. Đi ra Đà Lạt chơi rồi. Cái xong nó nói giờ con muốn đi đâu không, con xuống xe đi rồi về mẹ con mình đi. Mà nó không chịu xuống. Rồi xong cái một hồi nó mới gửi cái hình của xe qua cho em. Đã đang ngồi trên chiếc xe. Cái lúc đó là em cũng chưa nghĩ là nó ngồi trên xe nào nữa. Cái xong lát sau tối em mới kêu lớn và hai con quẹt cái mã QR rồi thử cho xe nào. Là ra xe của Huệ Nghĩa. Là xe Huệ Nghĩa ở Châu Đốc. Rồi bây giờ rồi cái máy kiếm đồ ra là thấy là bé nó có đăng hình bạn của nó lên. Bạn trai hả? Bạn trai của nó lên. Bạn trai là bao nhiêu tuổi? Thằng nhóc đó nó nói là học chung lớp với nó năm đó mà chắc độ chừng hai đứa cũng tầm tuổi nhau. Vâng. Dạ. Hay vô chừng trốn qua không? Nên nhóm mình qua. Không. Đà, đà. Không qua có đứa rồi mà. Biết rồi nhưng cái hình này là đá. Nhưng mà em trao của nhà xe, em điện cho nhà xe Huệ Nghĩa là nhà xe Huệ Nghĩa đọc số điện thoại con bé thì nó không có đặt bằng số điện thoại này. Em cũng có hỏi con bé làm chung mà bạn thân của nó là nó con bé đó nó cũng trả lời, nó nói là cô nghe bé Mẫn nó là nó có bạn trai mà nó nói với con là nó nói với cô rồi. Mà em nói là cô có biết gì đâu. Nhắc cái giấy cũng xác luôn đi. Nè chị. Con ghế đây này chị. Đi ghế này ngồi đây quay luôn đi. Lét vô đi. Lét vô. Không quay hả? Không quay. Không. Vậy một đứa hình chi. Rồi bà con có lời chia sẻ giúp cho mọi người. Mọi người đọc bơm. Em nhờ tập ba của bé thì cũng mệt bệnh tim. Qua nay ở nhà anh mệt, anh mệt ở nhà. Anh nhờ mấy anh kiếm bé dùm về cho em. Mình tìm con hả? Không quay qua bên kia rồi. Không quay qua bên kia rồi. Không quay qua bên kia rồi. Tìm con không quay qua bên kia rồi. Em qua đây. Em gái nghe xong chưa? Em gái lại đây. Em lại đây luôn. Mọi người là mình chia sẻ cho mọi người. Chị nghe đây cho xíu. Cho mấy anh này ngồi đi. Anh cũng gì? Quê ngồi đây. Chị tìm mai. Chị cầm cái hình lên. Cầm hình được rồi. Cầm hình thì ngồi lên coi. Em qua đây. Anh mình kính kính chồng cũng ngon quá không? Chồng con không? Phương hướng với em là chồng em anh sẽ kết thúc. Mà vợ anh tìm hết đường rồi. Chồng em anh tìm được rồi, anh tìm hết đường rồi. Rồi bây giờ chị có đòi lời nói cho con mình nó về. Nói đi. Mẫn ơi con coi. Kế một nè, con trong. Con kế một. Con ra con đang mệt ở nhà, con về với cha với mẹ con. Về nhà con cũng nhà được cho mẹ mới con. Nghe anh nói hỏi. Đó, mẹ khóc rồi. Chị. Bé này là hiện nay là đúng là bao nhiêu tuổi? Đến như là nó 15 chứ anh. 15 tuổi không? Nói chung là vừa năm 2003 vừa qua là đội hình Kiều Hải là cho gần 300 với cặp cái ôm, mắt xe ôm và mấy thanh niên mà trên 17 tuổi là coi chừng đi đến pháp lực nghe à, dẫn mấy này đi đến pháp lực.
ai chứa chấp mấy này cũng dính pháp luật nha. Mọi người thấy ngày nay thả ra đi, nếu không thả ra là còn dính pháp luật. Rồi, có người hết. Ờ, đó. Mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người, giúp được mọi người. Rất là đau khổ. Rồi chuyển đi thôi. Mẹ khóc quá chịu đó. Rồi. Chuyển. Rồi, bây giờ bé ơi cho năm là bé học tên gì? Nó lớn lên. Bộ Linh Nhi sinh năm mấy? Sinh năm ngàn rồi, bây giờ cầm tấm hình trên tay này là ai đây, ai đây? Chồng với con không? Chồng là học cách gì? Chồng là học cách gì? Dạ, tên chồng Quốc à. Sinh năm mấy? Sinh năm 1995. 1995 rồi, chồng dắt con đi hả? Dạ. Rồi hai vợ chồng có gây lộn mà dắt con đi? Dạ, có cự cãi qua lại nhưng mà cũng không có gì, không có gì to tát. Nhưng mà chồng con rủ con đi bệnh viện khám bệnh rồi cái bỏ con ở bệnh viện. Sao kỳ vậy? Hai chồng đi khám bệnh hả? Dạ, con đi khám bệnh. Là em đi khám bệnh hay là chồng đi khám bệnh? Dạ, em đi khám bệnh. Em đi khám bệnh mà, đi khám bệnh hồi nào, ngày mấy? Dạ, ngày 10 tháng 4. Ngày 10 tháng 4 rồi chở con rồi bỏ em trên bệnh viện rồi là bỏ đi luôn hả? Dạ. Mà lý do là chuyện gì mà bỏ đi, sao đi khám bệnh mà bỏ đi kì vậy? Dạ, tại cũng có cự cãi bữa trước. Cự cãi chung gì? Dạ, chuyện vợ chồng, người chuyện gia đình, nói chung là... Hay là anh ghen? Dạ. Anh có ghen không? Dạ, cũng có ghen mà... Sao? Nói rõ đi. Dạ, chồng... Hay là anh nghi ngờ em có bầu khác không? Dạ, không. Chứ sao mà bỏ đi? Dạ, thì tại... Nói thật đi, đừng đến đây nói thật đi, ta biết ta làm, thấy không? Dạ. Thì chồng em nói là giờ... em không có xài điện thoại, không có chơi gì hết, rồi em cũng nói là em không có chơi nữa. Rồi mà... chắc nhắn tin với ai thì chồng bắt cái gì? Không, hay là em nhắn tin với trai thì chồng bắt được không? Dạ, không có. Sao? Như là chồng em rủ đi nhưng làm không nổi. Rủ đi đâu? Rủ đi xa cha mẹ em, không cho làm chung với cha mẹ. Rồi cái em mới nói là gán qua năm đi rồi vợ chồng đi làm. Nhưng mà chồng em không chịu rồi. Chồng có thường ra có đánh vợ không? Dạ không, chồng không đánh vợ hả? Rồi chồng em làm quê đâu? Dạ, em nghe. Hãy chở đứa con đi, đứa con này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 4 tuổi. Đó, bây giờ có nói lời nói cho chồng về đi, nói đi. Dạ. Anh có coi cái video này, anh về với em. Còn không thì anh muốn bỏ em. Rồi, nếu mà anh hỏi em là lên đây anh sẽ ngồi ở đây sẽ có người yêu. Mình nghe anh đây sẽ kết nối yêu thương cho, được không? Được không? Đó, mà mọi người hãy chia sẻ cho mọi người, mọi người im lặng đi, con quay mấy phút để cho mọi người để tìm người thân, thấy không? Ở đây là nay ngày lễ mà anh em không nghỉ. Đang tổ lớn. Đây là giờ ngày lễ lớn mà phải nghỉ. Em biết sao nghỉ không? Tại đây không ai có người yêu nữa rồi. Anh đi giúp dân thôi. Qua đây à? Đội. Rồi bây giờ hai qua đây ngồi đi, hai qua đây ngồi ghế nè. Rồi bây giờ bé ấm dừa thì cho anh nói không là bé ấm dừa cầm tấm hình tay lại đây. Ở đây kiếm chồng con. Chồng con. Xích vô, lấy ghế xích vô bé. Ngồi đây luôn, ngồi đây luôn. Ngồi ghế trong. Rồi. Rồi bây giờ em là học cách gì? Sinh năm mấy? Sinh năm 91. Rồi bây giờ em có tiếng không? Không có đâu cái. Ở Dương Vương không? Hiện giờ cầm tấm hình trên tay lại đi. Sau nay nhiều ca mà chồng bỏ vợ đi quá chừng hả? Rồi giờ chồng ấm con đi hả? Dạ, chồng về con đang hợp đơn đi hôn đó là mấy Tết đó là chồng con ấm con xong rồi cái mùng 10 Tết con hợp đơn đi hôn xong rồi con về nhà mẹ con ở. Dắt con theo là do ổng là ổng kêu con đi về nhà mẹ ở đi. Con đi về nhà mẹ ở xong rồi cầm 28 tháng 2 á, là chồng con lên cho nói với con là cho gặp thăm con là con cũng cho gặp là xong rồi nó bắt đi luôn là đó là lần một sau con tìm lại được lần một là ba tuần xong con tìm lại được là xong con nuôi con bé được 20 ngày cho đi ăn mập đàng hoàng xong rồi dụ con là nó cho con gặp cho con thăm cho nó thăm con cũng cho xong rồi nó ngày 31 tháng 3 bắt con đi lần thứ hai tới bây giờ con gọi điện không được mà con cũng không nghe tiếng con không gặp được con cái con ở đâu.
Ủa chồng con là họ tên gì? Dạ, hai vợ chồng. Sinh năm mấy? Năm 91. 91 con hai chồng bằng tuổi không? Dạ. Hai chồng mà bằng tuổi là giàu giờ lắm mà nhiều nhiều lắm. Dạ. Vâng. Nhưng mà ờ chính thế à, vui. Bây giờ là 33 tuổi năm nay xui không? Dạ. Năm nay xui tại vì đây là thầy Hải. Nó năm nay xui. Nói chung là ra là bây giờ là anh hứa cho anh sẽ tìm chồng con em được mà vợ là thầy bác tự rồi. Vợ anh là mất đúng là 87 phần 1 ngày 5 giờ 47 phút 19 giây, 20 giây. Đó là đau khổ thì đau khổ. Nên ra về chồng quá nhiều quá. Rồi, tới đây luôn. Đi ngủ đi quá. Mọi người hãy chia sẻ gì đó mọi người. Uống nước, đi chụp chứ. Thôi được, hôm nay thứ 7 rồi mà mấy anh chơi ngày lễ mà giờ anh em ra đi hiệp sĩ là không có bồ, không có hiệu nên phải anh em giúp dân. Đó. Không, bây giờ chị ốm vừa cho mỗi năm là chị là họ tên gì? À, chị sinh năm mấy? 1981 là bằng vợ tôi, tuổi vợ tôi là 981 luôn. Rồi à, chị chồng tấm hình ta lại đi. Em trai. Em trai là họ tên gì? Trần Ngọc Linh. Trần Ngọc Linh sinh năm mấy? Năm 2000. Năm 2000 con. Rồi bé bỏ nhà đi đâu chưa? Bé bỏ đó nhà đi hỏi 16 tầy, tối 16 tầy. Bỏ về nhà đi tại đâu? Đi tại Bình Dương. Bỏ nhà đi tại Bình Dương luôn hả? Rồi ở nhà có la rầy mà bé bỏ nhà đi? Có, lúc đó thì nó quen của quen bạn này, bạn của chồng của con rồi ở nhà răng cản của quen. Rồi ra rồi quen nhà cho công ty, đi làm cái đêm, rồi chồng biết thơ nghỉ, đi luôn, thích xe rồi thì đi luôn. Tức là con chị là nó quen với con nhỏ có một con hả? Dạ. Kể nó chồng con về có người kêu bằng ba khổ đĩa. Nó sợ thì nó còn dính dắt chồng con, sợ thầy nó quen rồi, sợ muốn mà tình cho ba này chứ không được đi. Vâng. Phải chứ nó ra nọ lắm thép thì em thì chắc chấp nhận. Bây giờ thấy đi, cậu mà mạng giờ nhiều lắm phải. Nhưng phải là không thương con bé đó. Đó, bây giờ hành thì lại đi. Anh bé đó hả? Dạ, hình con bé. Ờ, sao lấy chưa? Là con gái của mình hả? Con trai. Hôm nay là dỗ tổ Hùng Vương hả? Ờ, dỗ tổ Hùng Vương. Lẽ ra là hôm nay là anh em cũng nghỉ đây nhưng mà bà con gọi nhiều quá. Đúng rồi, phải giúp thôi. Anh em không nghỉ được. Đó. Đấy, nhưng mà ở đây là gần như anh em cũng có ngày nghỉ luôn. Bà con này ngày nào cũng có ngày nghỉ được nhưng mà ở đây anh em không nghỉ được. Riêng đặc biệt ở đây trong cái câu chuyện này hiện nay là 4 trường hợp này là có 2 trường hợp 2 em gái giống nhau rồi. Đây em gái này là em gái số 1 và em gái số 3. Hai em gái là đều hai trường hợp là vợ chồng trục trặc. Vì lý do như vậy cho nên là chồng tìm cách để dụ là gọi là chở con đi chơi và chở con đi mất luôn. Đó thì vậy anh chưa biết là nghĩ đâu. Có dùng trước chưa biết là các bé đang ở đâu. Anh hết rồi. Nãy hai đây là trường hợp không xét như cái xét luôn đó. Bây giờ cho em hỏi lại một lần cuối cùng này. Chị gái chị cho hỏi là chị họ tên đầy đủ là gì? Em Trần Thị Nga. Chị sinh năm mấy? 1981. Chị nguyên quán ở đâu? Quê quán Tiền Giang. An Giang. Rồi chị nhờ anh em tìm ai đây? Cầm thêm với hai cái cây. Con chị họ tên đầy đủ là gì? Trần Ngọc Linh. Sinh năm 2000. Con chị bỏ nhà đi lâu chưa? Đi bữa tối 16 thầy. Con chị là trước khi đi là có mang theo cái gì đi không? Xe. Xe gì chị? Xe gì? Xe gì? Xe số. Tay ga. Sơ chia à? Xe gì? Xe gì? Tay ga là phải sơ chia. Palio à? AB hay? Ôi ồ con. Xe biển số mấy? Có nè. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Xe màu gì? Xe màu đỏ. Rồi trước khi con chị đi là con chị có báo tin là con chị sẽ đi đâu không? Không. Không. Tối nó đi chạy đi bị chậm đơn nghỉ theo luôn. Bây giờ phút này chị có biết là con chị đang đi về đâu không? Không. Rồi chị mong muốn nhất điều gì? Rồi chị nói là điều gì đó để cho con chị xem được đi. Khi nào xong rồi cho con, khi nào xong rồi tấm dưới. Đâu rồi? Sáu dụng đó. Mong hãy tìm con em quay về gia đình. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Rồi chào em gái, em tên gì? Con tên Cao Kiều. Cao thì? Oanh Kiều. Oanh Kiều à? Kiều sinh năm mấy? Em nguyên quán ở đâu? Thì em bị dường rồi tìm ai đây? Bây giờ tìm chồng với con. Chồng họ tên là gì? Chồng là Hà Văn Đoàn sinh năm 91. Con gái họ tên là gì? Con gái là Hà Thị Ngân tên hay gọi ở ngoài là Bel sinh năm 2020.
sao mình lại phải tìm chồng và tìm con? Dạ tìm dạ chồng bắt con, bắt con đi ạ. Rồi chồng bắt đi lâu chưa? Dạ thôi được rồi. Hai người trước cho anh xuống dưới làm đi. Rồi cảm ơn em nhé. Rồi xin chào chị. Chị cho biết chị tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Anh Thư. 90 hả? Chị Nguyễn quán ở đâu? Rồi chị tìm ai đây? Trần gì? Trần Huệ Mẫn. Trần Huệ Mẫn hả? Sinh năm mấy? Sinh năm 2009. 2009, 15 tuổi hả? Tháng mấy? Dạ tháng 10. Tháng 10 hả? Vậy là chưa được 15 tuổi. Con gái chị bỏ nhà đi đâu? Dạ, lúc đầu là nó nói về làm. Nhưng mà sau thì em lại ra có thể là châu đốc An Giang. Bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ, mới hồi 17 tháng 4 năm 2024. Con chị có biết là chị có biết là con chị yêu được ai không? Dạ thông qua bạn bè là biết được là bé đang quen một bạn ở An Giang. Bây giờ con chị yêu được ai đó nhưng mà con chị dưới tuổi thanh niên là dưới 16 tuổi. Dạ. Vì vậy bất kể ai mà đang dù dỗ con chị đi là người đó có thể là sẽ dính vào pháp luật rất phức tạp. Hy vọng là thanh niên ở đó đang quen bé gái này thì hãy mau chóng thả bé gái ra hoặc là tìm cách để đưa bé gái quay trở về nhanh nhất có thể. Tránh tình trạng anh em mà lên mà tìm được ra hoặc biết thông tin thì cái câu chuyện là thực sự là rất phức tạp. Rồi chị em nói một điều gì đó để cho con gái chị xem được video này, con gái chị hãy mau sớm quay trở về. Mẫn ơi, con mẹ với cha con về, Mẫn trái nhà mệt lắm rồi. Mẹ giờ cũng buôn bán được chơi, Mẫn ơi con về đi. Con biết cảnh khổ của nhà mình mà Mẫn. Con về với mẹ đi, con hiểu với con là con đem nói gì hết á. Mẹ đang nghĩ con luôn á Mẫn. Con về đi, người ta đối xử với con sao? Rồi cảm ơn chị nha. Rồi xin chào chị gái. Chị cho biết chị tên gì? Đỗ thì gì? Đỗ Kiều Minh hả? Chị Minh sinh năm mấy? 77 hả? Rồi chị hôm nay về đây nhà anh em tìm ai? Tìm chồng. Chồng chị họ tên đầy đủ là gì? Sinh năm mấy? 77, 85. Hai vợ chồng mình có cưới không? Mình có con chung không? Rồi chị hôm nay lý do tại sao chị tìm chồng? Tại vì em với anh á là sống chung với nhau mà phải có năm rồi. Nhưng mà tiền cái số tiền em với ảnh cho con nhỏ nó mượn là trong khi đó là chuyển khoản là tiền là cái tài khoản của ảnh không à. Rồi bây giờ đưa giấy ra công an đi công rồi. Đưa giấy ra công an, bây giờ công an nó phải là nhờ cái chữ ký của ổng. Bây giờ em mong muốn sao nhờ mấy anh kiếm ảnh về là có chữ ký cho nên biết tiền. Vậy là số tiền là mình đang bị người ta mượn là nhiêu tiền? Gần tỷ hai. Gần tỷ hai? Dạ. Chị làm nghề, đang làm nghề nghề gì? Dạ, em buôn bán thôi mà. Buôn bán lớn hay nhỏ mà nhiều tiền mấy? Em bán ở trong bệnh viện của Tấn Lâm á. Ồ. Rồi, nói chung là không có gây lộn gì hết. Tại vì em đi giao cơm ở trên bệnh viện á. Rồi khi ổng đi sáng, ổng đi uống cà phê. Ổng về em còn điện ổng, ổng nói anh về rồi anh nắm mà nắm quá hả? Em nói còn nắm mà em xuống về. Nhưng mà ông chồng này quê ở đâu? Ông chồng này quê ở đâu? Em nhìn có vẻ là nhìn có vẻ sai sai ông này, em nhìn thì gặp ở đâu em dí ông này mấy lần nữa nhìn sai sai rồi. Rồi bây giờ là chị có mong muốn là tìm được chồng mới tìm tiền vậy? Đúng rồi, em gặp ông này là nghe xong Sài Gòn mấy lần rồi. Chị có mong muốn là tìm ông chồng quay về không? Dạ em mong muốn cho ông quay về ạ. Chị mong là tìm tiền hay là chị mong tìm chồng? Em tìm thì nói chung là tìm ổng cũng tìm cũng vậy. Tổn thương ổng không? Còn nhớ đâu chị là sinh năm 77, ổng là sinh năm 85. Dạ. Vậy là chị biết là hiểu rồi phải không? Từ từ để anh em giúp nhé. Rồi, rồi bây giờ hiện nay thì tất cả các trường hợp đặc biệt là ngày hôm nay là một ngày lễ, lẽ là anh em nghỉ nhưng mà vì rất nhiều các cô chú anh chị ở các tỉnh thì nó rất xa thì về đây nhờ anh em xin như là một vị trí nhà ghi hình để đăng tin là tìm những nhân vật là vô cùng rất đặc biệt. Rồi chị cứ bình tĩnh nhé. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em mình xuất hiện chương trình, mọi người có đồng ý cho anh em chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng, tìm con và tìm người thân không? Dạ có. Mọi người đồng ý không? Có. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Rồi cảm ơn. Xin chào mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi rất là đông. Rồi mọi người ngồi chờ đi, chờ xíu đi. Rồi. Chờ xíu là nha. Mọi người chào nghe, chào nghe nha là Lý Tiên. Chào đưa hoa lên, chào Hoa Kiếp, chào Mạnh Gia Điệp, rồi chào Mạnh Con.
À, chào bà con bây giờ quá chúng tôi đang đến rồi đồng ý trước ngày đến đây chia sẻ dùm đi vâng chia sẻ dùm rất là đau khổ chị này chị về là bị phi công trẻ rồi chị phi công chị quay phi công trẻ nó lừa chị không ai lừa chị á phi công trẻ lừa chị rồi dung ngô bắt đầu bà đó rồi chào lên chào bến thảm chào bên phạm nha chào bên phạm nha chào hiệp tịnh chào bên phạm chào phạm kim chào